Ở những tập trước, người chơi đã bắt đầu chuyến hành trình trải nghiệm với những tình huống thật thú vị. Hãy cùng chờ xem điều bất ngờ nào đang chờ đón họ ở tập này nhé. Thang máy của thử thách trốn thoát. Chúng tôi sẽ giao tiếp với các bạn. Tại thang máy này. Nghe rồi, là sao? Tức là nếu như mình qua cái thang máy này là sẽ không cho... Bây giờ thì ở trong đây thì vẫn còn giao tiếp. Đúng rồi. Em nghĩ thế. Nhưng mà vấn đề là nó đâu có con số để mình bấm mình mở ra ta. Chắc là chỗ này nó là chỗ để huy hiệu rồi. Đâu chương trình có cho cái này nè. Cho cái gì? Ôi! Khoan! Ấy! Sao đồng đội sẽ quýnh nhau vậy? Vậy là Tuấn cũng có đúng không? Chủ đề là con cũng phải có chứ. Có cái hình. Không nhưng mà từ để khoan số 10. Cái hình này giống nhau, vậy là mình phải tìm hình 25, hình 30, hình 50. Khi mà Tuấn thấy những cái con số đó thì Tuấn nghĩ cái đó là giống như là một cái phép toán, một cái liên hệ gì đó giải mã để ra cái được thang máy hay không. Nhưng mà cuối cùng nó chỉ là cái tầng thôi. À thật ra cái thẻ của anh chỉ để đi thôi. À vậy là thẻ anh giống như là cái điểm G vậy á. Không, vậy là thẻ tiếp theo là nó các phòng nó sẽ có. Đúng rồi. Để lên tầng 10. Bạn cần sử dụng một huy hiệu. Ủa vậy hả? Ê, chạy đó kìa. Tình lên rồi, bên chờ mà chịu. Mở rồi. Trời, wow. Trời đã quá, mát quá. Trời mát. Giờ nóng cửa nè. Mát quá. Mát rồi. Ê khoan, tụi sao có tấm hình ba con ở đây vậy? Ê, cái này giống trên sao hỏa đúng không? Màu đỏ nè. Ở xung quanh đây toàn là mấy cái ngôi sao, không là chắc là bé này nó thích cái gì mà liên quan tới vũ trụ ấy. Vậy là con bé này thích những cái gì mà liên quan tới vũ trụ á. Kìa, có mấy sao nữa kìa. Khi mà bước vào căn phòng đầu tiên mình cũng đã khá là thích thú. Mình nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ là chúng mình sẽ được trải nghiệm một chủ đề gì đó liên quan tới vũ trụ, liên quan tới các hành tinh, liên quan tới thiên văn. Những bí ẩn của không gian. Ồ, tôi toàn về không gian ha. Vậy là cô bé này là thích du hành vũ trụ. Có hình mấy sao này kia nữa nè. Ổ khóa. Ê, cái này là kính thiên văn phải không? Kính để mình nhìn lên trời phải không? Đúng rồi. Ê Trinh, sao đây có cái vali nhỉ? Mở cái này ra luôn nè. Cái này cũng phải mở luôn hả? Ô, có một cái tờ giấy ở trong này á. Giấy gì? Cái này là cái gì vậy? Cái này chắc là mật mã. Bạn trời. Mộc và Thổ là hai bạn bự con nhất lớp. Mộc bự hơn Thổ, còn Thổ thì bự hơn Kim. Cứ là vị trí của tất cả các sao á. Không. Cái này hả? Mộc dưới này còn nè. Còn một màu nữa. Là nè, sao? Giờ bạn thiên vương nhỏ con nhất. Đúng rồi, đây là các hành tinh trong hệ mặt trời. Sao Thủy là nhỏ nhất. Đúng rồi. Hỏa với Thủy không hợp tính nhau nên phải ngồi cách hai bạn hỏa. Mình tức là sắp xếp từ hệ mặt trời xuống. Cái này biết nha. Cái này biết. Su Kim Chi Hoa Mộc Thổ Chân He. Su là thủy nè. Sao kim, trái đất sao hỏa. Sao mộc, sao thổ, sao thiên vương và sao hải vương. Hành tinh á, những cái đó thì Harry cũng biết. Nhưng mà bị một cái chuyện là Harry nói bằng Hàn Quốc không thì mọi người nói là bây giờ dịch ra tiếng Việt thì nó có những cái đôi khó như vậy. Nhưng mà mình cũng cảm thấy cũng vui là
của mình cũng đóng góp cho một cái gì đó. Ê, đây có ghi là phòng của ba nha. Phòng của ba. Ê, mọi người. Mở cửa này là phòng của ba. Bên trong mới là của ba. Có rất nhiều bóng tennis nhưng mà có gôn của chị Quỳnh Anh nữa. Phải rồi. Phải giống mặt trời nha. Thì có nghĩa là nè nè nè, có nghĩa là mình lắp lại cái vị trí á. Mình sẽ phải lắp lại. Tức là đúng rồi. Khi mà mình nhìn lên cái đèn á, mình thấy cái đèn màu trắng này sáng nhất bữa, cho mình nghĩ đó là mặt trời. Thì ra thử thách ở đây là mình sắp xếp tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Bạn Thủy nhỏ con nhất là bạn Thủy cái bạn này. Là đây không? Đúng rồi. Có bóng gôn đây, nữa. Đây có. Có bóng gôn đâu rồi? Mình có hai cái hành tinh này rồi. Thì bây giờ mình sẽ cần mình đang có trái đất rồi nè. Đúng rồi, bây giờ mình trái sẽ đất. Cần và cái màu xanh này là sao gì ta? Sao Hải Vương. Sao Hải Vương. Thì bây giờ mình sẽ cần 5 cái hình tròn. Cái này không? Đúng rồi đó. Cái này không? Cái này thủy đúng không? Có nước cho mày nè. Không phải thủy đâu. Em nghĩ là sao thủy là sao? Sao thủy sẽ là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Đúng rồi. Thì nó sẽ phải là cái này. Ok. Thật ra nó không phải là màu sắc đâu mà là mình phải theo kích thước trong cái tờ này nè. Kích thước và vị trí. Đây này mọi người, có một cái trên cao nhất kìa. Cái trên cao, tốt trên cao luôn kìa. Vậy là mình phải kiếm cái... Vậy là phải có một cái bông sao hỏa nữa, cái hỏa. Kim và đất ngồi cùng bàn. Kim phải gần hơn, đúng rồi. Rồi sao kim đâu? Không, từ từ, đấy không, không có thể kim đây luôn nè. Không, cùng bàn là bên cùng hướng. Tức là kim và đất ngồi cùng bàn ở đây. Tức là vì là cái kích thước của sao kim và trái đất là gần bằng nhau. Đây là có phải là kim không? Kim là bàn mà. Kim và đất ngồi cùng bàn, kim và đất nhìn hao hao giống nhau. To gấp 3 lần sao thủy, vậy mình lấy cái trái nào to gấp 3 lần sao thủy đi. Từ từ ạ, bây giờ em đang nghĩ là mình ở trên đó mình mới có 3 quả. Thì bây giờ mình còn 4 quả mà ở đây mình mới kiếm được 3 quả. Chị nghĩ kim là cái với này đất đúng bằng không? Nhau, gần bằng nhau thì có nghĩa là đất này nè. Đây. Anh nghĩ cái này là thổ à? Thổ và mộc. Và là hai cái này bằng nhau. Hỏa lớn thủy một chút là hỏa làm lại này. Không, từ từ, không, cái này là gây nhiễu hết á. Bây giờ nha. Anh nhớ được cái bơm chỉ bơm như thế này. Bơm vô. Ở đây mình đã có sao thủy, sao và trái đất rồi thì mình có sao, mình cần sao kim và sao hỏa là hành tinh kiểu như vậy. Là kiểu như bằng đất. Đúng rồi, là như vậy là mình sẽ có hai cái này đi. Rồi là hai cái này là kim, là kim với lại hỏa đi. Đúng rồi. Còn thì bây giờ mình còn thiếu sao mộc, sao thổ và sao thiên vương. Thì ở đây mình có đâu, cái này là mộc với thổ, cái này là hai cái này nè. Mộc với thổ là hai bạn bự con nhất lớp của chị Bạch. Bây giờ mình còn cái sao thiên vương. Sao thiên vương nó cũng sẽ kiểu như quả này á. Nó gần giống như sao Hải Vương. Nhưng mà cái banh này chắc là phải bơm á. Chứ bơm để cho nó bằng cái này đi. Cái bơm kia kìa. Đưa có được bơm này. Bây giờ thôi chưa, nó đang bị thiếu cái kim để bơm trong này. Đúng rồi. Nên mình phải đi tìm cái kim để bơm. Có khi nào là cái kim và cái hành tinh kia nó sẽ nằm ở trong này không? Đúng rồi, anh nghĩ là phải mở cái này ra. Đây sẽ là cái thử thách cuối cùng á. Đúng rồi. Nếu mà mở cái đó vậy khoan từ từ. Sau này là xếp hạng cái chữ số may mắn là kia là có 57 và 28 là hai số quan trọng. Cái nào đây là cung bằng đạo của mỗi người không? Để mở cái tuấn cung bò cạp nè. Đây là con cua. Con cua. Sử nữ đâu? Sử nữ trong đây nè. Sử nữ đây. Có cửa giải của Harry nè. Tuấn bò cạp. Bò cạp không có. Em không có mang cái. Mình phải tìm thêm á, mình phải tìm thêm á. Đây. Sử nữ của anh đây. Ê, ma kết. Ma kết hồi nãy Tuấn đây. Rồi bây giờ mình ráp lại coi nó có liên quan gì không? Tình bò yêu. Bò cạp khoanh số là 57 nè. Khoanh số 09 nè. Ủa Harry là cung là Harry số mấy vậy? Cô giải là 42 số may mắn. 42 04 57 09. Bây giờ mình lấy viết mình ghi ra ghi coi đây, nhiều khi đây. Nó có liên quan gì không? Cái của em có những cái chữ này bị xóa. Còn cái của anh là có 3/5. Đây chỗ này thì của em là 2/5. Ủa đi sao lại có những cái gì? Ủa chị không có hả? Ủa chị có không? Không có. Em mình ngồi đây. Nhưng mà mọi người có để ý là trong phòng này không có chỗ để bỏ huy hiệu. Đúng rồi, không có chỗ bỏ huy hiệu ha. Là bây giờ mình đang còn thiếu sao Hải Vương. Mình thiếu sao Thiên Vương. Thiên Vương thôi. Song tử của anh Lung hả? Của em không, anh sư nữ. Nè, của Hoàng là có 5/5. Đúng của rồi. Anh là có 3/5. Mà của em bị gạch cả chữ chỉ số. Còn của Ri thì lại có thêm 3 trái tim. Của anh Lung thì có dấu trừ của Lung lâu. Đây, sư nữ. Ê mọi người, trong này có tờ giấy này. 12 cung hoàng đạo đường nào cho ta. À thì cũng đây nè, thì tự nó dẫn qua bên đây nè. Đúng rồi. Ê khoan. Cái đó là mặt trăng. Cái này là mặt trăng. Khoan. Vậy nhiều khi là cái sao còn lại là nằm đây hả? Đúng rồi, cái sao còn lại nằm trong đó đó. Hoặc là nằm trong này. Nhưng mà nếu là 3 con số. Bên kia mấy số ta? Bên kia 4 số. Rồi, thì 3 số. Mà khỏi 3 số.
Cái 3 số với 5 số này có... Không làm được 3 quả nhỉ. Em cũng làm được 2 quả thôi. 2 quả đi từ từ phải không? Công nhận Hoàng là hình như là vẫn còn tính rất là trẻ con luôn. Hai chị em là làm siết bóng, siết này siết kia thì mình nói chắc là có thể đó là một trong những cái cách mà để cho Hoàng có thể là relax lại cái bộ não của mình. Ê, khoan từ từ mình tập trung đi. Hoàng ơi. Đó. Chị đang nghĩ là cái gì mà liên quan tới số 5 á, nó có liên quan tới cái này. Hoặc là kiểu năm cái cung của 5 người mình, mình mỗi người sẽ có một con số á. Ê, khoan. Cái gì? Trên cái hình cự giải này có hình ngôi sao. Trên hình xử nữ này có hình mặt trăng. Mặt trăng đâu? Đây mặt trăng, có mấy cái mặt trăng nè. Thì có mấy hình ở trên, hình này nó có liên quan gì tới trên đây không? Có mấy cái dấu nối kìa. Có dấu nối trên tường kìa. Vậy là nó liên quan tới cái gì? Nó hiện lên con mình số mình lấy cái gì đó mình nói lại thử được không? Cái tấm ảnh vào đồ sao này đâu rồi? Tấm ảnh ở trên đây kia. Đấy, đúng rồi. Coi năm cái chùm sao của mình. Ê, là... năm kìa. Năm cái sao của mình nó nằm ở cái vị trí nào? Ví dụ bò cạp nha. Ở lấy phấn vẽ coi. Đúng rồi, đổ màu lên bạn ơi. Hay quá bạn Ri ơi. Ủa, lấy cái màu khác đi chị, cái màu đó cũng màu xanh dương mà. Lấy màu khác không? Em kiếm màu, màu này thôi à. Đây, của Tuấn là hình ngôi sao với là hình tròn. Cự giải là gì? Cự giải là cái này. Cancer là con y, chữ y phải không? Thật ra y á là làm dễ nhất cho nên y là phải làm cuối cùng á. Em là đang nghĩ là nó đang là ra là con số. Ví dụ nha, những cái này á, những cái này đang vậy đúng không? Mà để nói là với mặt trăng á là đây là số 1 không? Nhưng mà hai cái ở giữa không có mặt trăng để nối á. Với lại nó bị một cái là nó sẽ không biết theo thứ tự á. Thì mình phải tìm cái thứ tự, chắc là thứ tự của nó. Kia nãy giờ mình xếp á. Mình kiếm theo ngày thứ tự của nó. Thứ tự theo tháng sinh á. Tự nhiên thấy là Harry với lại Quỳnh Anh hả tập trung rồi giải giúp đỡ cho mọi người rồi mình thấy thật ra bài tập này là một cái chủ đề rất là khó. Chỉ cần mà bỏ sót một cái gợi ý thôi thì đâm mình sẽ rất là khó để mà đi hướng đi đúng. Ví dụ như cái hình nếu mà cái này nói ra cái hình hành tinh nối là thành dấu ngã thì hình dấu ngã dấu ngã nhiều khi là số 4 không hả? Cái này nhìn giống cái chữ y dài này mọi người, nếu mình nối những cái hình này với nhau á nó trông giống cái hình y dài.